chú anh chị và các bạn xem kênh của Linh, Cuộc Sống Linh Đình. Hiện giờ thì em đang ở trong cái bến xe lửa, đang đi lên cái cầu thang để đi ra ngoài nè các bạn. Bữa nay thì em muốn chia sẻ và giới thiệu cho các bạn cái nơi rất nổi tiếng, đó là Linh Đình Tower Bridge. Chỗ này thì rất là nổi tiếng luôn. Nói cái tên này là cây cầu tháp ở ngoài Linh Đình các bạn, rất là nổi tiếng cây cầu này ở nước Anh luôn. Hiện giờ thì em đang đi để mình đi ra ngoài bên ngoài đó, ra tới ngoài rồi nè các bạn. Khu này thì du lịch đó, người ta đi rất là đông đúc luôn. Các bạn cùng theo em để mình khám phá ở ngoài Linh Đình nha các bạn, đi xem cái cây cầu tháp nổi tiếng ở nước Anh nha. Các bạn ơi, em đã tới cái nơi là Linh Đình Tower Bridge rồi nè các bạn. Nơi đây là bến sông và cây cầu rất là nổi tiếng ở nước Anh luôn. Những ai mà đi du lịch thì cũng đều tới đây để ngắm cái con sông và cái cây cầu này hết. Rất là nhiều tàu ở đây luôn các bạn. Cái con tàu màu trắng đó đó là em nghe nói là để chở những cái lính ở nước Anh á, hồi đậu ở đây để cho khách đến đây tham quan và xem á các bạn. Có những cái nhà rất là đẹp luôn ha, rất là cao luôn. Em mời các bạn cùng ngắm cảnh và xem những con sông và cây cầu nha các bạn. Cây cầu rất là đẹp luôn. Nói đến cái chỗ này thì ai cũng sẽ biết hết á. Rồi các bạn nào biết thì cũng xem cho vui nha. Còn các bạn nào chưa biết thì cũng xem để biết nha các bạn. Bên kia thì có cái nước phúng lên đó, rất là đẹp luôn. Rồi những cái quán nước uống ở ngoài rất là vui luôn. Các bạn thấy cái cây Noel rất là cao lớn ha. Nhưng mà năm nay bệnh trở lại các bạn, chắc không có Noel ha, là tụ tập vui như những năm khác đâu. Các bạn cùng em để khám phá và ngắm cảnh nha. Cái điểm này người ta đi khám phá và ngắm cảnh rất là đông đúc luôn các bạn, đông lắm. Nó có nhiều cái con đường để cho mình đi dọc cái bờ sông này nè, nhiều con đường lắm. Mà con đường nào mình đi thì cũng nhìn được thấy mé sông hết á. Ở đây thì các bạn thấy cây cầu này là rất là nổi tiếng nhất. Rồi có một cái con sông này nhưng mà nhiều cây cầu dữ lắm, rất là nhiều cầu một cái con sông này luôn. Nhưng mà chỉ có cái cây cầu này là đẹp và nổi tiếng. Cái con tàu là chở khách du lịch để nhắm tham quan cái bến sông này nè các bạn, nên chạy chậm lắm để cho khách mới thấy được rõ đó. Có cái chú này xuống cho mấy em chim vịt ngỗng ăn nè các bạn, rất là nhiều luôn. Những cái con tàu đó đó là đang chở khách du lịch đó. Cái con sông này rất là nhiều cầu luôn. Cùng em và đi dạo ngắm cảnh nữa nha các bạn. Hồi nãy
nãy giờ thì mình nhắm những cái con sông và cây cầu, bây giờ thì mình đi lòng vòng cũng cũng ngay đó luôn, nhưng mình đi bên trong. Còn đây là có một cái hồ nước rất là đẹp luôn các bạn. Ai đi đến đây thì cũng giục cái đồng tiền xuống là để mong ước cái điều gì mà mình muốn thì mình giục cái đồng tiền xuống dưới đây nè các bạn. Ai đến đây cũng giục cái đồng tiền xuống để mơ ước được cái những gì là mình mơ ước đó. Người ta rất là đông chỗ này luôn. Có những cái nhà các bạn thấy rất là đẹp luôn ha. Khu này là cũng du lịch luôn nè các bạn. Thì cũng vòng vòng hồi nãy giờ luôn. Người ta đến đây tham quan cái chỗ này rất là đông luôn. Có những cái con sư tử và những cái con ngựa đó. Ai đến đây thì cũng đứng ở trên mấy cái hình tượng này là để chụp hình. Rất là đông chỗ này luôn các bạn, vui lắm. Ra đến đây nha các bạn, thì mình thấy là những cái người nước ngoài á đi đến đây để tham quan ở nước Anh này, chứ người của nước Anh á người ta ít có đi ngắm cảnh hay là tham quan những cái nơi này lắm các bạn, bởi vì chắc người ta cũng quen rồi đó. Bây giờ thì đi qua bên đây thì cũng được vài nước ở gần qua đây để tham quan thôi, bởi vì bệnh trở lại đó các bạn, nên những cái nước xa đó thì chưa có được phép đi qua đây. Các bạn thấy những cái hồ nước rất là đẹp luôn ha. Mấy cái khu này là những cái điểm du lịch đó các bạn, nên người ta hay tổ chức là bắt nhạc đồ lên rồi hát biểu diễn đồ cho khách xem á, nên nhạc rất là nhiều luôn các bạn, nên có khúc thì em phải tắt cái tiếng á. Đứng như vậy là biểu diễn cho khách xem á các bạn. Các bạn ơi, em vừa đi ngang á, thì thấy được cái lò bánh mà người ta làm cái bánh pizza đó các bạn, tươi luôn nè, nên đứng quay ít cho các bạn xem để biết người ta làm bánh và nướng bánh cái pizza như thế nào. Em cũng lần đầu thấy làm nướng luôn á, ăn thì hoài hà, nhưng mà chưa có thấy nướng hay là cái lò nó ra làm sao, nên em nhường lại á để quay và chia sẻ cho các bạn xem nè. Trước của cái lò bánh pizza hồi nãy á các bạn, hồi nãy mình đi bên hông á mình thấy được cái lò đó, còn cái này thì ngay cái trước cửa nè. Bên ngoài á thì người ta đi rất là đông đúc, mà cái bên trong nhà lồng này sao vắng quá các bạn. Cái tiệm này thì đang bán cái trà sữa đó, nhưng mà bên đây thì thấy ít người quá trời luôn.
cà phê trong đây nè các bạn. Cái quán cà phê với bán trà nè các bạn, bán bánh rồi bán đồ ăn cho ăn trưa đó. Bây giờ mình vô những cái shop như vậy á, mình mua đồ ăn thì mình sẽ là bỏ tên lại và viết số điện thoại đồ xuống đó các bạn. Các bạn thấy cái bác đang viết cái tên và bỏ số điện thoại xuống. Bây giờ thì mình vô tiệm nào ăn cũng phải làm vậy hết, với họ có cái máy để thử cái đầu mình đó, coi coi mình có bệnh gì không nữa các bạn. Các bạn ơi, còn đây á là cái máy để bán cái khẩu trang nè các bạn, rất là tiện luôn. Nếu mà mình đi ra ngoài mà mình quên á, lỡ mình quên không có đem theo thì có cái máy để bán ở ngoài đường nè các bạn, ở trong cái nhà lồng á. Hai cái mà 4 đồng mấy, rất là tiện luôn ha. Mình bỏ tiền vô rồi mình tự mua luôn thì cái khẩu trang nó sẽ rớt ra. Cũng lần đầu em biết được bán ở trong cái máy luôn các bạn, chứ mình tưởng đâu là bán ở trong cái shop vậy thôi, nhưng có bán ở ngoài đường lộ vậy rất là tiện luôn. Lỡ mình có quên thì mình cũng mua được dọc đường á. Các bạn thấy bây giờ cái gì cũng rất là gọn và tiện ha. Có mấy cái lỗ để mình bỏ tiền lẻ vô á các bạn, để mua đó. Còn kế một bên á thì có một cái phòng để chụp hình nè, chụp hình cho làm giấy tờ và bằng lái xe. 6 đồng thì cho một lần chụp các bạn, chụp chừng nào mình vừa ý thì thôi. Cũng ở trong cái nhà lồng này luôn nè các bạn, có đủ thứ ở trong đây luôn á. Hiện giờ thì em đi ra ngoài bên ngoài rồi nè các bạn, hồi nãy giờ thì cũng ở ngoài mé sông với những cây cầu ngắm cảnh. Rồi đi vô nhà lồng á, thấy những cái gì thì chia sẻ cái đó cho các bạn cùng xem để biết những gì ở bên đây cùng với em. Thì bây giờ ra đây để chuẩn bị đi về, bởi vì đi đâu á, đi bằng xe lửa đó các bạn thì rất là tiện luôn, mình không có lo lắng là phải đi đâu xa rồi phải trở lại lấy xe. Đến đây em xin ngừng video nha các bạn. Hẹn gặp các bạn video lần sau nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, luôn luôn quan tâm theo dõi cái kênh của em. Em xin bye bye các bạn nha. See you next time. Bye bye.